Chào tất cả anh em. Trên bàn mình đây đó là bốn chiếc Allen Wear, bốn phân khúc khác nhau. Gồm một chiếc 13 inch dành cho anh em làm văn phòng mà thích chơi game. Và chiếc thứ hai là màn hình 15,6 inch. Chiếc thứ ba đó là màn hình 15,6 nhưng đây là form mới 2017. Và chiếc này là màn hình 17 inch dành cho anh em nghiền game chuyên nghiệp. Chắc là kiểu dáng này chắc anh em nhìn không xa lạ gì với dòng này, đều là rất là bắt mắt bởi vì cái led đèn các kiểu. Touchpad chuột. Đây đều là những con máy đang ở tầm tiền từ 19 đến 29 triệu đồng. Đây là giá lì xì Tết cho anh em nhá. Đây là chiếc 17 inch này. Em này được trang bị vi xử lý Core i7 4720HQ và RAM 8GB, thêm một ổ SSD 128GB cộng một ổ 1T. Màn hình 17.3 inch Full HD và con này dùng card 970. Dòng card 970 chắc anh em đều biết đó là dòng card hot, gần như là tốt nhất của series 9, nó chỉ thua cái card 980 thôi, mạnh hơn card 1050. Đây anh em nhé, 970 này, màn full. Em này thì sẽ đủ cấu hình cho các anh em chơi PUBG hoặc là những cái tựa game đang hot trên thị trường, chơi em này là ngon. Tất cả chú ý là dòng tất cả các dòng Alienware chúng ta có thể chỉnh led tùy ý theo ý muốn. Hai màn 17 inch này nhìn nó rất là phê luôn, có thêm phím phụ. Em này là dòng 15 R3 này, form mới này. Đang bán giá lì xì cho anh em con này là cho anh em là 28 triệu rưỡi. Càng 1060. Càng này thì hot hơn hẳn 970. i5 6300HQ, RAM 8GB. Đây càng 1060 6GB này, tha hồ chơi PUBG, dựng phim rồi render thoải mái này. Đây là form mới, nhìn thì nó sẽ vuông vắn hơn so với form cũ. Đây. 28.500. Còn em này thì đang lì xì cho anh em 23.500. Em này là dòng 15 này, form 2016. i7 6700 RAM 8GB ổ 1T đang lì xì cho anh em 25.500. Các 970 nha anh em nhá. Này. Em này thì 13 inch dành cho anh em văn phòng, kể cả các bạn nữ cũng có thể dùng được, rất cá tính. Em này thực sự là rất là hiếm. Trang bị i5 6200 nhưng mà lại dòng nhỏ bé 13 inch, nhưng lại được trang bị dòng card GTX, nó thẳng ra là rất là hiếm. Bởi vì hầu hết cái dòng 13 inch thì không có trang bị cảm hình rời. Giá 19.900.000 bao gồm RAM 8GB, ổ SSD 256GB. GTX 960. Ok. Mời tất cả anh em chiêm ngưỡng lại bốn siêu phẩm. Từ 19 đến 29 triệu, anh em chọn con nào thì alo cho mình. Dòng này thì tất cả đều nâng cấp được RAM tối đa 32GB, ổ cứng có thể lắp 2 ổ cứng hoặc 3 ổ cứng trên dòng 17. SSD nha anh em nhá.